Chào quý vị và các bạn, rất vui đã quay trở lại với Nguyên Hồn Audio rồi. Trong cái chuyên mục ngày hôm nay, mình sẽ không nói về giới thiệu các sản phẩm audio nữa, mà mình sẽ nói về về phân tích một bài audio rất là hay. Đó là tầm quan trọng của đâu là cái thiết bị quan trọng nhất trong một dàn âm thanh Hi-Fi hoặc là Hi-Em. Trước khi vào cái chủ đề này thì mình xin giới thiệu, bên mình có bán USB, OSSD chưa sẵn nhạc chất lượng cao. Cái loại 128GB là USB này thì là 800.000, chứa được khoảng 2.000 bài nhạc Việt. Còn cái loại 1.000GB là SSD này thì nó sẽ có cái dây cáp đi kèm. 1.000GB này thì nó SSD này nó to khoảng gấp rưỡi lần USB thôi, chứa được 15.000 bài nhạc, tương đương với 1.500 cuốn dĩa, và sẽ có nhạc Việt, nhạc quốc tế, nhạc DJ nữa nha. Không để các bạn chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính. Trong một dàn âm thanh Hi-Fi hoặc là Hi-Em thì trước hết để biết cái nào nó hay, cái nào nó quan trọng nhất thì chúng ta phải xác định được là một dàn âm thanh nó sẽ gồm những gì. Dàn âm thanh thì cơ bản sẽ gồm loa, âm ly, đầu phát, nguồn phát thì chúng ta gọi là đầu và nguồn đi, và dây thì nó gồm có dây tín hiệu và dây AV hoặc là dây RCA, dây ba lăng thì chúng ta gọi là dây tín hiệu, và nguồn thì nó gồm nguồn điện và các cái, và cuối cùng là cái phòng nghe của chúng ta. Phòng nghe nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà đâu là cái quan trọng nhất thì chắc chắn là một điều là nếu như những ai nghe nhạc lâu năm rồi hoặc là có kinh nghiệm chơi audio thì cũng sẽ giống như mình, cũng sẽ cho ra cái quyết định quan trọng nhất vẫn là loa, nhưng mà loa nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm. Theo như những gì mà kinh nghiệm bán hàng lâu năm cũng như là setup các phòng nghe cho khách hàng thì mình cho ra cái trung bình của một cái cặp loa thì nó chiếm được là 35% trong một dàn âm thanh nha. Loa là nó sẽ chiếm được khoảng 35%, dĩ nhiên thì có thể là hơn 35 và cũng có thể là dưới 35, nhưng mà trung bình là 35. Tại vì sao? Các bạn có thể là làm một cái thí nghiệm thế này. Chúng ta có một đôi loa mắc tiền, đôi loa khoảng vài chục triệu hoặc là 100 triệu đi, nhưng mà các bạn đem ghép với một cái âm ly vừa tiền khoảng 10 mấy triệu thôi. Nhưng mà đôi loa mắc tiền của chúng ta phải là đôi loa đang nghe rất là hay nha, chứ mình không xét đến những đôi loa khó đánh, những đôi loa mà nó cái kiểu là rất là khó ghép, ghép âm ly mắc tiền cũng không ra được, ghép âm ly rẻ cũng không ra được. Những cái đôi loa đó thì mình không xét vào đây, là chúng ta đang xét những đôi loa đang hay, hay và mắc tiền. Thì các bạn ghép với những âm ly vừa tiền rẻ hơn bằng khoảng 1/5 giá âm ly đó, loa đó thì nó vẫn hay, mặc dù đôi loa đó thì nó gấp đôi, gấp 3, gấp 4 lần đôi âm ly, nhưng mà nó vẫn sẽ hay. Thì chứng tỏ là đôi loa nó hay thì nó sẽ quyết định rất là nhiều trong một dàn âm thanh. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái âm ly mắc tiền và âm ly đó cũng là âm ly hay đi, âm ly rất là nghe rất là ngọt ngào, âm ly khoảng 5-60 hoặc 7-80, chúng ta ghép với một đôi loa khoảng 10 triệu mà đôi loa đó chất âm trung bình thôi, thì chắc chắn là cái dàn âm thanh nó cũng không thể hay hơn được, mà nó chỉ gọi là nhỉnh hơn so với chúng ta ghép với một cái âm ly khoảng 10-10 mấy triệu thôi. Nên cái đôi loa nó quan trọng hơn, các bạn lưu ý nha. Thành ra trong một dàn âm thanh thì chúng ta có thể mua loa thì loa nó cao, nó mắc tiền hơn âm ly là chuyện bình thường, tại vì loa nó quan trọng nhất, chiếm khoảng 35%. Tiếp đến quan trọng thứ nhì vẫn là sẽ là âm ly thôi. Âm ly nó sẽ là chiếm khoảng là 30% chưa tới. Thì cái tầm âm ly 30% thì như mình đã nói, thì cái âm ly nó sẽ là một cái bộ phận khuếch đại và tiền khuếch đại. Trong một cái âm ly thì cũng có những cái người chơi họ không chơi âm ly mà họ chơi rè bao, hoặc là một cái rè và một cặp mono block, thì cấu tạo của nó cũng là gộp lại cũng là thành một cái âm ly thôi, nên mình gọi chung ở đây là âm ly nha. Chứ không nhiều bạn quý vị bắt bẻ là mình không có nhắc đến rè bao hoặc là không có nhắc đến mono block, thì cái đó là gọi chung là amplifier đi nha. Thì âm ly nó sẽ chiếm khoảng 30%. Thành ra khi mà chúng ta đi mua đồ âm thanh mà nếu chúng ta không có điều kiện, không có đủ tiền để mua một lần á, thì mình khuyên nếu các bạn có thể mua là mua một cái âm ly trước, một cái âm ly cho nó hay. Thì sau này chúng ta đi mua loa, chúng ta có thể đem đi cửa hàng này, cửa hàng nọ để mua. Chở một cái âm ly nó rất là đơn giản,
Nhưng mà nếu như bạn lỡ mà mua một cái đôi loa trước á, thì chúng ta đi tìm cái amply ghép cho nó vừa cặp loa đó rất là cực, tại vì chở cặp loa nó rất là cồng kềnh, tại vì ta phải chở đến hai cái loa. Chúng ta nên mua amply trước nếu như không có điều kiện để mua một dàn. Và tất nhiên rồi thì cái loa nó vẫn quan trọng hơn. Chúng ta mua amply trước, chúng ta đi tìm cái loa chúng ta nghe cho nó phù hợp thì nó sẽ là hợp lý hơn. Và nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên mua tại một cửa hàng duy nhất. Chúng ta mua một dàn, chúng ta mua một cửa hàng duy nhất, chúng ta có thể thử loa này với amply kia, thử amply này với loa khác, chúng ta nghe cho phù hợp để phù hợp với cái đôi tai của chúng ta. Và amply nó sẽ chiếm khoảng 30% nha, 30%. Như vậy là một dàn âm thanh thì loa và amply đã chiếm đến 65% rồi, 65% là loa và amply. Tiếp đến là nguồn phát. Nguồn phát ở đây là đầu và nguồn nhạc, thì đầu và nguồn nhạc nó sẽ chiếm 20%, trong đó đầu phát sẽ là 10%. Đầu phát ở đây có thể là đầu CD, có thể là mâm thang, có thể là đầu băng cối hoặc là cassette. Nhưng mà với cái những cái thay đổi như Vũ bảo về công nghệ hiện nay thì gần như mọi người chỉ còn chơi CD hoặc là chơi cái music server đầu giải mã. Nên ở đây mình chỉ lấy những cái thiết bị đầu CD hoặc là đầu music server DAC, đầu phát nhạc số ra nha. Thì cái đầu nó cũng cái đầu phát và nguồn phát chiếm được khoảng 20% nha. Như mình nói, nếu như các bạn có một dàn âm thanh thì loa và amply nó quyết định đến 65%. Tuy nhiên nếu chúng ta có một dàn loa amply hay, rất là hay, cả trăm triệu, nhưng mà cái đầu phát của chúng ta nó dở thì tất nhiên nó cũng sẽ kéo cái chất âm nó xuống, nó không có được chi tiết, tiếng nó mỏng, cái bass nó không dày, cái tiếng nó hơi bị rối. Nếu chúng ta nghe những cái loại nhạc mà thiên về nhạc cụ, nhạc acoustic, nhạc đồng quê, người ta sẽ nghe rất là rõ. Còn đối với những ai nghe nhạc vàng thì cũng nói chung người ta nghe tiếng bass chúng ta cũng sẽ biết là nó sẽ dở hơn nếu chúng ta nghe những cái đầu phát rẻ tiền, nhưng mà nó sẽ hay hơn nếu chúng ta nghe những cái đầu phát mắc tiền. Thông tin thì các bạn đang có một cái dàn vài chục đi, nhưng mà các bạn lấy một cái đầu đĩa DVD hoặc là những cái đầu CD khoảng 3-4 triệu, chúng ta thử cùng với cái bài nhạc trên cái đĩa đó, cái đầu đó chúng ta thử với một cái đầu khoảng 10 mấy triệu, ta sẽ nghe khác biệt rất là nhiều. Và như mình nói thì cái đầu và cái nguồn phát nó chiếm 20%, thì cái đầu nó sẽ 10% trong đó, và cái nguồn nó cũng rất là ảnh hưởng nha. Cái nguồn phát là một cái gọi là cái vô hình, nó không phải là nó hữu hình nha. Cái nguồn phát là cái bài nhạc, tất nhiên cái bài nhạc nó sẽ là vô hình rồi, chúng ta đâu có thể sờ vào cái bài nhạc đó được, chúng ta cũng không có thể nắm, không thể nhìn thấy cái bài nhạc đó được. Mà cái bài nhạc đó là nó sẽ lưu trữ trong cái đĩa compact disc, đĩa CD, hoặc là lưu trữ trong cái ổ SSD, hoặc là ở USB, hoặc là ổ HDD, hoặc là lưu trữ trên trực tuyến như Spotify, Tidal. Thì cái đó là vô hình nhưng mà nó rất là quan trọng nha. Do ta có một dàn âm thanh hay, một cái đầu phát mắc tiền, nhưng cái bản nhạc đó nó phối dở, nó hòa âm phối khế dở thì chúng ta nghe cũng sẽ dở. Đơn cử như là trung tâm Asia, trung tâm Thúy Nga ở hải ngoại đi, thì sẽ cùng một cái bài nhạc nhưng mà mỗi trung tâm phối cái chất âm người ta cũng sẽ có cái sự so sánh rất là nhiều. Như mình nghe những cái bài nhạc của trung tâm Asia phối hòa âm phối khí của Trúc Hồ đi, mình nghe nó vẫn hay hơn rất là nhiều. Còn một bản nhạc đó của trung tâm Thúy Nga nó sẽ dở hơn, thì đó là một cái điều mà cũng rất là nhiều người cảm nhận được. Thì cái nguồn nguồn phát, cái nguồn nhạc nó rất quan trọng. Ngay cả những cái nguồn nhạc ở Việt Nam chúng ta nghe nó vẫn không thể nào bằng nguồn nhạc quốc tế, mặc dù là nhạc quốc tế thì nghe tiếng Anh thôi, nhưng mà chúng ta nghe những cái tiếng là tách bạch chi tiết rất là nhiều. Bằng chứng là các bạn đi những cái triển lãm hay end, gần như là người ta test nhạc quốc tế, test nhạc hay end quốc tế 90%, còn người ta test nhạc Việt khoảng 10% thôi. Không ai lấy dàn loa 1 tiền tỷ ra để test nhạc Việt cho chúng ta nghe cả. Không phải vì người ta chê nhạc Việt dở, nhưng mà những cái bản nhạc Việt, cái hòa âm phối khí nó không có hay. Thêm một điều nữa là ở Việt Nam thì tình trạng xài đĩa lậu rất là nhiều, xài đĩa lậu rất là nhiều, nghe nhạc lậu rất là nhiều. Nên ca sĩ mà khi mà ra ra một cái album nào á thì chắc chắn là bán không được rồi. Cho nghe trực tuyến thì
gần như là cũng ít ai đăng ký bỏ tiền ra nghe, mà người ta sẽ tải về hoặc là mua một lần rồi chia sẻ ra nhiều người nghe. Thì đó là tình trạng mà thành ra ở Việt Nam nguồn nhạc nó hay nó không có, rất là ít, nên cái nguồn nhạc nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Nguồn nhạc và cái đầu phát như mình nói nó sẽ chiếm 20%, là tổng cộng là sẽ là nguồn âm ly loa là sẽ là 65%, nguồn nhạc và đầu phát là sẽ là 25%, 20% rồi là 85% rồi. Tiếp đến là dây. Dây như mình nói thì nó sẽ có dây tín hiệu và dây loa. Dây thì nó sẽ chiếm 10% nha. Dây chiếm 10%. Thì trong một dàn âm thanh thì chắc chắn là cần thiết, điều kiện cần là phải có dây. Nếu như không có dây thì chúng ta không thể nào kết nối từ âm ly qua loa, từ đầu phát sang âm ly. Thì không nói đến những cái dàn âm thanh không dây thì không nói rồi. Những cái đó là những cái dàn all in one, là tất cả trong một rồi, không tính gọi là một dàn âm thanh đâu nha. Giờ chúng ta đang nói là một dàn âm thanh mà cơ bản mà đặc trưng á, thì nó phải có dây. Thì cái dây nó cũng rất là quan trọng. Như bạn nói là chưa có sắm được dàn loa mắc tiền, là dàn loa vừa, chúng ta xài dây điện cũng được. Thì tất nhiên nó vẫn dẫn tín hiệu, nó vẫn cho ra loa, nhưng mà nếu chúng ta xài cái dây xịt thì chúng ta sẽ nghe khác hẳn. Những bạn nói như vậy là những bạn chưa có mua dây loa xịt hoặc là chưa chơi qua dây loa xịt nha. Dây loa càng tốt thì cái độ thay đổi về cái âm hình nó sẽ khác đi rất là nhiều, nó sẽ hay hơn. Dĩ nhiên thì nếu chúng ta mới tập chơi thì cũng không cần phải mua dây mắc tiền quá, nhưng mà đừng có chơi dây đẻo quá, đừng có chơi dây loa dở quá, đừng có lấy dây điện để làm tạm dây loa nha. Thì cái dây loa nó cũng giống như cái dây tín hiệu. Dây tín hiệu nó từ nguồn phát nó xuống âm ly nó cũng sẽ rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta lưu ý là dây tín hiệu không nên dài quá, dây khoảng 5 5 tấc hoặc là 1 mét là được. Còn dây loa cũng vậy, dây loa thì trừ khi là cái đặc thù cái phòng nghe của chúng ta nó rộng và chúng ta bố trí loa cách xa quá thì lúc đó bắt buộc phải dùng dây dài, chứ còn mình nghĩ là 3 mét mỗi bên là rất là được rồi. Càng đi xa thì tín hiệu nó càng giảm sút và cái âm thanh chúng ta nghe nó sẽ càng bị rời rạc hơn, nên chúng ta chơi dây càng ngắn càng tốt nha. Thì cái dây loa và dây tín hiệu nó sẽ chiếm 10% trong cái dàn âm thanh, thì như vậy là sẽ 95%. Còn đến cuối cùng là cái nguồn nguồn điện. Nguồn điện thì nó chiếm khoảng là 5% nha, khoảng 5%. Thì cái nguồn điện nó ảnh hưởng không phải là quá nhiều nhưng mà nó cũng không phải ít đâu. Nếu chúng ta xài một dàn âm thanh nội địa đi, điện 100V, nhưng mà chúng ta xài cái ổn áp nó không ra đủ, nó chỉ khoảng là chín mấy vô hoặc là nó dư quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Hoặc là cái nguồn điện âm ly receiver hoặc là các cái thiết bị đầu phát mà chúng ta xài điện 220 á, nhưng mà cái nguồn điện ở Việt Nam nó chưa ổn định, nó chỉ khoảng là 210 mấy, 210 212 13 gì đó. Tất nhiên nếu như nó khoảng 215 đến 217 18 hoặc là vượt qua 220 một xíu thì nó rất ok, nhưng mà nó thiếu khoảng 10V hoặc là nó dư quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Nên nếu như mà nguồn điện chúng ta đo mà trong phòng nghe, chúng ta đo các cái thiết bị điện mà nó không ổn định, chúng ta nên xài một cái ổn áp cho nó ổn định hơn. Và cái nếu các bạn mà tinh ý mà chúng ta đã dùng qua cục lọc điện, những cái cục lọc điện thấy là có cục lọc điện vào nó vẫn sẽ khác, thì tương ứng với 5% chúng ta có vào, chúng ta nghe nó cũng sẽ thay đổi khoảng được khoảng 5%. Và có một điều mình không liệt kê ở trong này là cái phòng nghe, tại vì cũng có nhiều bạn có cái điều kiện nghe khác nhau. Có nhiều bạn thì có nhiều quý vị và các bạn ở trong những cái phòng mà phòng trọ hoặc là chung cư thì chúng ta không có khả năng bố trí một cái phòng nghe thật là tốt, thì chúng ta sẽ để y cái phòng như vậy để nghe. Nhưng mà cái phòng nghe nó cũng quan trọng nha, mình không tính vào trong cái những cái yếu tố quan trọng 100%. Ở đây là nãy giờ mình tính là 100% rồi, nhưng mà phòng nghe thì tùy. Nếu chúng ta có điều kiện tốt thì chúng ta làm một cái phòng nghe thì cái 100% kia nó sẽ là cho hoàn thiện hoàn hảo luôn cái phòng nghe của chúng ta, cái dàn âm thanh của chúng ta. Còn nếu không có điều kiện chúng ta vẫn nghe trong cái phòng bình thường nó vẫn hay. Nếu như các cái thiết bị loa âm ly, đầu CD, đầu phát, nguồn phát, dây và cái nguồn điện nó ok hết thì
cái phòng của chúng ta nó cũng không phải là ảnh hưởng lớn. Nhưng mà nếu những dàn của chúng ta nghe nó chưa đạt lắm thì các bạn cũng có thể là thử thêm các cái tiêu âm, những cái coi cái phòng chúng ta có nhiều kính hay không, nó có quá loãng hay không. Như cái phòng mà mới làm nhà mới xong, trong phòng không có bất kỳ cái gì hết, thì các bạn để loa vào chúng ta nghe nó sẽ bị vọng, nó có hiệu ứng nhà thờ, nên cái phòng nó cũng rất là quan trọng nha. Nhưng mình đang nói là độ quan trọng của những cái thiết bị trong dàn âm thanh, chứ còn nếu như nó độ quan trọng nguyên một cái dàn, một nguyên một cái phòng nghe, thì cái phòng nó cũng rất là quan trọng. Nếu như nói về cái phòng thì nó cũng phải tính ra được khoảng 10%, nhưng mà tại vì mình đang nói ở đây là một dàn âm thanh đó. Một dàn âm thanh thì gồm loa, âm ly, đầu phát, nguồn phát, dây và nguồn điện đó. Thì đó là những thứ quan trọng. Và thêm một cái điều chúng ta cần lưu ý, chúng ta biết những thứ đó nhưng mà chúng ta đi mua thì chúng ta cần phải có một số kiến thức. Nếu không có kiến thức thì chúng ta cũng có thể tham khảo nhiều người biết, nhưng mà chúng ta cần phải là nghe bằng chính đôi tai của chúng ta. Nếu chúng ta mà nhờ người ta đi nghe để chúng ta mua thì đó là điều không nên, mà chúng ta nên tư vấn là cái đồ đó để ta mua, nếu mua hàng cũ thì cách để phân biệt hàng đã sửa chữa chưa, hoặc là chúng ta cách để chúng ta lựa chọn phối ghép cho phù hợp. Chứ không thể nào nhờ người ta nghe để mua giùm cho mình thì không được, tại vì mỗi người có mỗi sự cảm nhận âm thanh khác nhau và thích một loại nhạc khác nhau. Ví dụ người ta thích nhạc vàng mà các bạn lại thích nhạc ở quốc tế, nhạc quốc tế, nhạc gia giao hưởng. Ông ta nhờ những người thích nhạc vàng đi mua, mà mua cho chúng ta về mua những cái loa như là Pioneer, như là Dayton, Onkyo, về chúng ta nghe mấy loại nhạc acoustic giao hưởng là thôi thua luôn. Thì chúng ta cũng có thể là hãy đi nghe bằng chính đôi tai của chúng ta, còn những cái gì không rành chúng ta nhờ những người chuyên môn mua dần, còn hoặc là tới những shop uy tín như bên mình thì sẵn sàng tư vấn rất là nhiệt tình. Các bạn mua cũng được, không mua cũng được, nhưng mà mình vẫn hướng các bạn đến con đường lựa chọn những cái thiết bị âm thanh phù hợp nhất. À, xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, và đừng quên bấm like và bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ kênh của mình nhé.